I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic. Giving my all when I don't even have it. I always dreamed of a solemn face. Someone who feels like a holiday. But now I'm in pieces, barely believing. Starting to think that I've lost all feeling. You came out the blue on a rainy night. No lie, I tell you how I almost died. Why you're bringing me back to life? I just wanna live in this moment forever. Tattoos on your skin. Tell me a secret, and baby I'll keep it. And maybe we can play house for the weekend. We came out the blue on a rainy night. No lie, I'll tell you how I almost died. Why you're bringing me back to life? I just wanna live in this moment forever. Cho phép MC xin hỏi cảm giác từ hai bạn là bây giờ hai bạn đang cảm thấy thế nào? Xin hỏi cô dâu Giang đi nào. Xin mời bạn Giang. Em cảm thấy rất là hạnh phúc và xúc động ạ. Còn chú rể thì sao? Trần Hậu, em cảm thấy thế nào? Em thì cũng hạnh phúc và chỉ muốn gọi là kết thúc nhanh rồi đưa vợ em về nhà thôi ạ. Wow, đưa vợ về nhà luôn à? Thôi được rồi, rất là tuyệt vời. Vậy trong ngày hôm nay thì đang có sự chứng kiến từ tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Thế thì ai là người thổ lộ tình yêu trong tình cảm của hai em đầu tiên? Xin hỏi chú rể Trần Hậu đi nhỉ? Ai là người thổ lộ tình yêu đầu tiên? Là em ạ. Chú rể phải không? Thế thì ánh mắt, đôi môi nụ cười, cái điều gì mà đã khiến cho em mang tình cảm của mình để trao gửi cho người con gái thật là tuyệt vời như ngày hôm nay? Em có thể chia sẻ được không? Em nghĩ có lẽ là mọi thứ là được Thiên Chúa đã sắp đặt cho bọn em ạ. Là khi bọn em gặp nhau thì là lần đầu tiên thì bọn em thì đọc sách ở nhà thờ cùng nhau. Là về lúc khi về nhà thì vợ em thì lại nhắn tin cho em lại lấy em dâng của lễ. Thế là hai người cứ trò chuyện qua lại là không dứt được. Cuối cùng là em gạ yêu là yêu luôn. Wow, tuyệt vời. Thế còn gì ở đôi tình cảm của hai em từ cô gái này mà em đem lòng yêu thương cô ấy? Thì còn điều gì nữa không? Tính cách ngoan hiền ạ. Dạ, có giọng hát hay ạ. Ngoan hiền, giọng hát hay. Rất là yêu giọng hát của vợ mình đúng không? Vâng ạ. Còn cô dâu nào? Em có thể chia sẻ là trong giây phút này em đang cảm thấy tình cảm mà tất cả mọi người dành cho em như thế nào trong ngày hôm nay? Rất là tuyệt vời đúng không? Em có thể chia sẻ đôi lời trong ngày hôm nay được không? Trước tiên là cảm ơn mọi người và điều gì đã khiến cho em đem tình cảm của mình để trao tặng cho người đàn ông mà em lựa chọn trong ngày hôm nay? Thật sự thì bọn em không nghĩ là hôm nay được mọi người chúc phúc và đến đông như thế này à. Thì bọn em không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho bọn em ạ và đã đến chúc phúc cho chúng em. Con rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn những lời chia sẻ từ cô dâu và chú rể. I just wanna live in this moment forever.